Hello Thùy. Alo. À, thì con kết nối máy được chưa nhỉ? Được rồi ạ. Ok rồi, con có thể bật camera lên được chưa? Rồi. Ok, hello Thùy. Hi Thùy, how are you I'm great. today? Oh, you're great. Ok, good. Right, so Thùy, ok, hôm nay chúng ta đăng ký đến một buổi thi thử ở trung tâm Anh ngữ Apatado đúng không nhỉ? Right. Hôm nay chúng ta có đăng ký một buổi thi thử kiểu như là làm bài kiểm tra năng lực đầu vào ở trung tâm Anh ngữ Apatado. Rồi thì không biết là Thùy đã sẵn sàng chưa nhỉ? Okay. Right, shall we introduce ourselves? Chúng ta giới thiệu bản thân một chút xíu nha. My name is Kim Chi. Cô tên là Kim Chi. Today I will be your English teacher. Rồi. Okay. So, right, so how about you? What is your name? My name is Minh Thuy. Okay, how old are you? Okay, continue. I'm 14 years old, Where do you live, see? I live in Hanoi, Việt Nam. Okay, you live in Hà Nội. Just say Hà Nội City because we're both in Việt Nam. Cả hai cô trò đều ở Việt Nam rồi thì con chỉ cần nói là I live in Hà Nội City. That's all. Okay. Yes. Right, so three, what do you like to do in your free time? I like watch movie and listen to music and chat with my friends. Okay, that's good. Right. Okay, check the Zoom chat to see my correction. Con kiểm tra trong cái khung chat xem cô gửi cái bài sửa cho con nha. Chúng ta sẽ nói là I like watching movies, listening to music and chatting with my friends. Được chưa? Cái khúc mà chatting with my friends sẽ con xem đã là làm đúng rồi nhưng mà con lại đổi lại thành cái động từ nguyên mẫu thì chưa chính xác. Được chưa nào? Right. Can you say this again? I like watching movies, listening to music and chatting with my friends. I like watching movie, listening to music, and chatting my friends. Okay, chatting with your friends. Good. Right. So what kind of music do you like? Do you like? Okay. Just tell me. I What? K-pop. Oh, do you like K-pop? Good. Right. Can you tell me the name of the K-pop band that you like? Twice Twice. and And. Blackpink. Okay, understandable. I like them too. They have really good songs. I also like K-pop music, but my favorite group right now is Red Velvet. Yes. Okay, good. So, what is which subject that you like at school? Which subject do you like to study at school? I like math and Vietnamese. You like math and Vietnamese. Okay, right. Okay, so how about English? Do you like English? Is it a little? Yes. A little. Okay, so do you think that you are scared of English? Con có nghĩa là mình sợ tiếng Anh không? Có. Có một chút xíu ha. Okay. Vâng. I think that your pronunciation is really good. Con cũng nghĩ là cái phát âm tiếng Anh của con đang rất là tốt rồi nè. Nó cũng khá là tự tin, có thể trả lời được những cái câu hỏi cơ bản của cô như vậy được tốt rồi. Ok, vậy thì trong phần nói mà kiểm tra ở cuối bài thi của mình đây thì cô sẽ hỏi thêm những cái câu hỏi liên quan đến những chủ đề khác nhau để kiểm tra thêm về cái khả năng nói của con ha. Bây giờ thì chúng ta bắt đầu vào bài kiểm tra. You Yes. ready? Ok. Right. Do you have a piece of paper and a pencil there?
Tao chuẩn bị cho cô một tờ giấy và một cái bút chì. Chúng ta sẽ dùng nó trong cái bài thi nghe của chúng của mình ha. We will need it in our listening test. But for now, you don't need it. Yeah. Okay, good. Now we will begin our test. Right. Now you're going to see the part of the test on the screen. Chúng ta sẽ nhìn thấy những cái phần có trong bài kiểm tra ngày hôm nay. Vocabulary and grammar. Hai phần này thì chúng ta sẽ làm trắc nghiệm liên quan đến kiến thức từ vựng và kiến thức ngữ pháp chúng ta đã học ở năm lớp 8 đúng không ha? Rồi. Và đến phần thứ ba chúng ta sẽ làm bài nghe và listening. Phần 4 có bài đọc và phần cuối cùng đó là phần speaking, phần thi nói. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với phần đầu tiên, đó là phần vocabulary. Okay. Choose the correct word. Is it A, B, C or D? Dot, dot, dot is a thing that you use in the kitchen. A. A, okay, A, good. Right, my answer is also A, that's very good. Why not B? Tại sao không phải là B nhỉ? Tại vì đây là một danh từ để chỉ một thứ gì đấy được dùng trong bếp ạ. Ừ, đúng rồi, vậy thì từ B có nghĩa là gì nhỉ, hình nhỉ? Có nghĩa là nấu ăn ạ. À, có nghĩa là động từ nấu ăn, nhưng mà nó cũng là một cái danh từ nữa. Và danh từ này là danh từ chỉ người. Okay. Vậy thì người nấu ăn hay là gọi như là chúng ta gọi là đầu bếp đó, thì chúng ta có thể sử dụng từ cook này được. Right, a cook is someone who cooks meals. Được chưa? Là người nấu ăn. Gọi là cook. Refrigerator, what is it? I don't know this. You don't know this. It's also in your kitchen. But it's not something you use to cook. Cái refrigerator này cũng là một cái gì đó hay xuất hiện ở trong bếp nhà mình nè. Nhưng mà không phải là thứ mà chúng ta có thể đem ra để nấu nướng được. This is cái tủ lạnh. Được chưa nè? Cái refrigerator is cái tủ lạnh. And counter, đây chính là cái bàn bếp của mình. Okay, so the first part of vocab, that is correct. Rồi, câu đầu tiên của phần từ vựng con đã đúng rồi. Tiếp theo. Right. Is it A, B, C, or D? It will take me an hour to do the household. A, B, C, or D? Do you understand the meaning of the four words? No. No, please. No. Okay, so A, do you understand? Yes. Okay, C and D? Yes. Okay, C and D, you both understand, so not B, okay? So household. Household talks about your house. Okay, you remember that house is just your house. Household là chỉ nói về cái nhà của mình thôi, nhưng mà không phải là cái nhà mà cái ngôi nhà được xây nên, để cho mà nó là bên trong ngôi nhà đó, được chưa? Rồi bên trong ngôi nhà thì cái job này nó có phù hợp không nhỉ? Job này có đi vào household thì được không? Job ở đây là cái công việc, cái nghề nghiệp của mình. For example, your father is a cook, ba con là đầu bếp này. Your mother is a teacher. That those are their jobs. Đó sẽ là nghề nghiệp của họ. Vậy thì nghề nghiệp này nó có nói đến cái gì đó trong nhà không? No, so that might not be the correct answer. Exercises. Exercises là có hai loại. Thứ nhất đó là cái bài tập trên giấy mà giáo viên cho để làm trên lớp. Thứ hai đó là physical exercises. Đó là những bài tập thể dục. Được chưa nào? Rồi, okay. Và cái work này thì nó gần giống như là job, nhưng mà work này sẽ là những cái việc làm, thấy chưa? Và cái từ chores là từ không biết, thì bây giờ con thử đoán xem là nó đáp án nào. Cô đã giải thích một số từ rồi. Đi là bài tập đúng không ạ? Đúng rồi, đi là sẽ là bài tập. Đi. Okay, so you choose D. Household exercises.
And my answer for this is the word that you don't know. That is be. Okay, you can write down the word household chores. Đây là việc nhà. Được chưa? Em, con có thể viết cái từ này xuống. Household chores là việc nhà. Để con nhớ, học thêm thôi. Household chores, việc nhà là như thế nào? So your mom asks you to do some chores. And you have to clean the house, wash the dishes, wash the clothes. Đúng không? Chúng ta sẽ phải làm những việc nhà như là lau nhà, dọn nhà, quét nhà, đúng không? Rồi nấu cơm, giặt giũ, rửa chén. Đó chính là household chores. Được chưa? Household là những cái gì đó liên quan đến liên quan đến trong nhà của mình, trong gia đình của mình. Còn chores là những cái việc lặt vặt, việc nhỏ nhỏ. Đó. Ok. Next, number three, what is it? Hey, what is it? They found some electrical dot 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 in the room. So you have to know the word electrical first. What is electrical? Electrical sẽ là gì nhỉ? Electric. Con thấy cái gốc mà electric quen không? Cái gốc electric khá là quen ha. Gốc electric nó đang chỉ về điện đúng không nào? Gốc electric đang chỉ về điện. Vậy thì thêm đuôi AL vào chúng ta được electrical là cái gì đó thuộc về điện đóm, được chưa? Rồi thuộc về điện đóm, điện tử. Thì chúng ta sẽ phải xem xét những cái đáp án trước nè. Chúng ta thấy devices, device cùng một từ nhưng mà có cái số nhiều, cái số ít. Advice, advices và advice, cái này cùng một từ nhưng nó có số nhiều và số ít. Vậy thì ở đây nó đang lừa chúng ta đúng không? Đang chuẩn bị lừa này. Thế đang chuẩn bị lừa thì chúng ta sẽ phải xem xét coi số nhiều, số ít trước. Và theo như con thì đáp án sẽ là một từ số nhiều hay số ít? Số nhiều à? Đúng rồi, đáp án sẽ là một từ số nhiều và chúng ta sẽ loại bỏ được câu B và câu D để chơi nào. Chúng ta còn hai câu là câu A và câu C. Đó. Cái quan trọng là bây giờ con hiểu nghĩa được của devices và advices không? Con nghĩ biết quên nghĩa... rồi à? Con biết nghĩa của advices không? Advice là... Advice, nếu như mà con nhớ cái mẫu câu mà should này nè. Okay. Thì bất kỳ câu nào mà có should ở trong đấy, nó đều là một advice. Ví dụ như là you should go to bed early. Là you should brush your teeth 3 times a day. You should eat more vegetables. Đó. Cô đang làm gì đó? Cô đang đưa ra một cái gì? Cô đang đưa ra một cái gì? Ví dụ như con thì ví dụ như là cô thấy con kén ăn quá, kiểu như là bữa nào cũng không chịu ăn rau hết á, thì cô sẽ bảo là oh you should eat more vegetables. Cô đang làm gì đó? Cô đang đưa ra gì nhỉ? Lời khuyên à? Lời khuyên, chính xác. Vậy thì advices đây sẽ là những lời khuyên. Được chưa? Rồi, vậy thì còn lại một cái nữa. Bây giờ con loại trừ đây nè, con loại trừ electrical mà đi với advices là lời khuyên thì có được không? Như electrical hồi nãy cô đã giảng, đó là thuộc về thiết bị điện, để cho nào thuộc về điện đóm. Vậy thì nó có đi được với cái advice này không? Nó có tạo ra một cái gì đó có nghĩa không nhỉ? Chả lẽ là lời khuyên điện tử, đúng không? Chắc là không ạ. Chắc là không. Ok, vậy thì chúng ta loại luôn đáp án A. Loại luôn đáp án C, sorry. Và chúng ta còn đáp án A, devices. Và đây sẽ là đáp án của cô. Được chưa? Electrical devices. Electrical devices này nghĩa là gì? Okay, I have my phone right here. It is an electrical device. Một thiết bị điện tử. Được chưa nào? Electrical là thuộc về điện. Còn devices là những cái thiết bị, những cái nhỏ nhỏ. Được chưa? Ok. Ok. So electrical devices là thiết bị điện. They found some electrical devices in the room. Rồi tiếp. Rồi câu số 4 này có vẻ sẽ khó hơn cho con này. We live in the room. We
We lived, not lived. We lived in the room. What's the store, teacher? What? What's the store? A store là một cửa hàng, okay? As long as you sell something, that is called a store. Chỉ cần một cái tòa nhà bán cái gì đó thôi, mở bán cái gì đó thôi thì nó được gọi là store, một cái cửa hàng. Được chưa nào? Rồi tức là con sẽ hiểu cái ngữ cảnh của cái câu này như thế nào. Tức là một cái nhà hai tầng đúng không? Thì tầng dưới người ta sẽ sử dụng làm cửa hàng. Được chưa nào? Nó là tầng dưới cửa hàng bán cái gì đó. Còn ở trên sẽ là cái khu vực mà chúng ta sinh sống. Rồi, cái quan trọng là ở đây con lựa được giới từ đúng ha. Bốn cái từ này đều có nghĩa liên quan đến cái gì đó ở trên. Bốn cái từ này đều có mang nghĩa là cái gì đó đi lên trên hoặc là ở trên. Quan trọng là con có hiểu từng cái một không? Bây giờ cô sẽ thử giải thích ha. Rồi, bây giờ nếu như mà con không có biết thì con có thể lựa dựa vào may mắn của mình để chọn thử một từ xem nào. A. A above the room. Nếu con dựa vào may mắn và chọn A thì đó là đáp án chính xác. Rồi tại sao lại thế? Chúng ta xem nhé. Rồi bây giờ cô có một cái hộp hình vuông này và cô có một cái vật hình tròn, được chưa? Cô có một cái vật hình tròn. Rồi, ok. Chúng ta đi từ đầu tiên đó là từ up. Ví dụ như cái vật đầu tiên, cái vật hình tròn này này, cái vật hình tròn đấy, nó di chuyển từ dưới lên trên, nó di chuyển từ dưới lên trên, thì cô sẽ gọi đây là up. Để cho up tức là hướng lên trên, đi từ dưới lên trên gọi là up. Nhìn xem nào, đó là up. Còn over là cái vật hình tròn này nó sẽ bay qua đầu cái vật hình vuông thì gọi là over, bay qua đầu. Nhìn xem nào. Và còn on là cái vật hình tròn này nó sẽ nằm trực tiếp trên bề mặt của cái vật hình vuông này luôn. Được chưa? Rồi. Và còn đáp án cuối cùng là above thì con biết là cái hai cái tầng lầu ấy, để cho cái tầng thứ nhất và cái tầng thứ hai, nếu để đi được từ tầng thứ nhất lên tầng thứ hai thì cần phải có một cái bậc thang đúng không nhỉ? Và nó không nhất thiết phải là nằm trực tiếp phía trên cái tầng thứ nhất. Yeah, nó có thể nằm lơ lửng cũng được. Above nghĩa là lơ lửng phía trên đầu của mình. Được chưa nào? Đó, ví dụ như con đứng ở tầng 1 thì con ngước nhìn lên là con sẽ thấy cái tầng 2 và nó đang ở phía trên đầu mình, nó đang ở phía above. Được chưa nào? Ok. Rồi, good. Rồi, và câu cuối cùng. Okay. Câu cuối cùng. She's looking at the woman sitting A next, B opposite, C near and D nearly. Okay, what is it? See. C near, okay. So your answer is C, and my answer is B opposite. Why? Chúng ta sẽ phải xem ha. Đầu tiên, chúng ta có next. Next này con biết rồi đúng không? Nhưng mà next này cẩn thận nha. Nó có hai nghĩa. Thứ nhất, next tức là kế tiếp, người tiếp theo trong danh sách. Ví dụ như cái danh sách lớp của con có 40 bạn đúng không? Và con đứng vị trí thứ ví dụ như 12 đi chẳng hạn. Rồi thì thầy giáo sẽ gọi bạn tiếp theo là next, tức là chúng ta tự hiểu đó là số thứ tự tiếp theo, số thứ tự 13. Được chưa? Đó là next. Còn cái thứ hai nữa đó là next to. Mà next to thì sao? Next to tức là kế bên, và next to này sẽ phải cộng với một cái danh từ nào đấy. Tức là ví dụ như con ngồi kế bên bạn nào đấy. I sit next to my friend. Được chưa? Đằng sau next to phải có một đối tượng. Và con để ý coi ở đây là sitting này, nó chỉ có next thôi, tức là tiếp theo trong số thứ tự. Được chưa? Và mình thấy điều đó vô lý, cho nên chúng ta không chọn. Thứ hai đó là near. Đúng rồi, near ở đây hồi nãy con chọn, con hiểu là gần đúng không? Near ở đây tức là gần. Nhưng mà buồn thay, cái near này nó cũng bắt buộc là phải đi với một cái danh từ nào đấy. Right.
phải đi với một cái đối tượng đằng sau là ngồi gần ai đó. Còn nearly này là chạy từ mang nghĩa là hầu hết, gần như tất cả. Được chưa? Gần như tất cả. Nearly all my friends have a smartphone. Hầu như tất cả các bạn trong lớp đều có một cái điện thoại di động. Được chưa nào? Đó, nearly all my friends have a smartphone. Vậy thì chúng ta còn lại đối tượng cuối cùng, đó là opposite, tức là ngồi đối diện. Được chưa? Ví dụ như con ngồi ở đây và con nói là she is sitting opposite thì người ta biết là ngồi đối diện con. Nếu như mà con không còn nói là ngồi đối diện cái vật nào hay là vị trí nào đấy thì người ta sẽ nói hiểu là ngồi đối diện con. Được chưa? Ví dụ như bây giờ cô này, cô đang có cái máy tính trước mặt cô đúng không? My laptop is opposite. Được chưa? Cái máy tính của cô thì nó đang ở vị trí đối diện cô. Được chưa nào? Ok. Và opposite không thì tức là đối diện chính bản thân mình. Right, so that is the end of the vocabulary test. Okay, so your correct answer, đáp án đúng của con lần lượt là đó là cooker này, chores và devices, có above nữa nè. Cô sẽ rút lại cái câu mà cô sẽ rút lại cái câu chores này ha, bởi vì cô hướng dẫn khá nhiều cho cái câu chores và devices này, nhưng mà cô nghĩ là devices con xứng đáng được hưởng, được chưa? Còn lại đáp án mà next là con chọn sai đúng không? Đúng rồi, đáp án next là con chọn sai. Và cái đáp án số 2 này ban đầu con cũng chọn exercises nè, thì cô cũng rút lại cái đáp án này. Được chưa? Rồi, vậy thì cô sẽ tính điểm phần nào của con, đó là 3 trên 5 câu. Ok, rồi ta đi tiếp. Rồi, phần ngữ pháp này thì chúng ta đã học hết tất cả những cái này ở trong năm lớp 8 rồi, thì hy vọng là con vẫn còn nhớ. Ok. Yeah. Có câu số 1 là nó sẽ hơi phân vân cho con này. Câu số 1 sẽ dễ gây phân vân lắm. Làm cẩn thận nhé. Rồi, có đáp án cho câu số 1 cho cô chưa? What is your answer for number 1? What is your answer for number 1? I choose A. Oh, you choose A. Right, understandable. Tất cả các bạn từ trước giờ cô kiểm tra đều chọn đáp án là A hết. Nhưng đáp án của cô sẽ là B. Tại sao? Cái từ allow này nó đặc biệt. Tức là allow này đi với một đối tượng rồi mới đến to. Để cho allow cộng cho somebody rồi mới tới to verb là cho phép ai làm điều gì đó. Và nếu như trong cái câu chúng ta thấy allow và chúng ta không thấy cái đối tượng thì chúng ta cộng với verb in giúp cô nhé. Rồi, tức là như thế nào? Ở đây allow này là cho phép mà nó có nghĩa là cho phép ai đó làm gì. Giống như con bạn là mẹ con cho phép con đi chơi. My mom allows me to go outside. Thấy chưa? Vậy thì đằng sau cái allow này phải có một cái đối tượng để được nhận cái sự cho phép này thì nó mới cộng với to verb. Thấy chưa? Đó là cái đầu tiên. Còn nếu như trong câu con không thấy có đối tượng nào hết thì nó đơn giản đó là allow cộng verb in thôi. Right? Ok. Tức là my mom doesn't allow going out. Mẹ không cho đi chơi. My mom doesn't allow going out. Đó. Rồi, đó là đáp án B. Rồi, câu số 2. Okay. Question number 2. B. If she was a color, she would be red. Okay. My answer is C. Con quên mất là ở trong cái câu điều kiện loại 2 này, bất kỳ động từ to be nào cũng phải được biến về were hết, được chưa? Con đã xác định được đây là câu điều kiện rồi và con có sử dụng cái quá khứ và đổi thành would be rất tốt. Nhưng con quên mất ở đây
cái động từ to be bắt buộc phải là were, được chưa? Rồi, ok, con rồi không sao cả, có sai lầm thì mới có tiến bộ. Rồi, number three, references. Ở lớp 8 thì con đã được học về kiến thức của câu bị động rồi đúng không nhỉ? Con có nhớ không? Câu bị động. Ừ, đúng rồi, con có nhớ câu bị động không? Câu bị động ví dụ như cô có cái ví dụ là cô này đánh cái bàn đúng không? Cô đập cái bàn. Đó, thì tức là cô đang tác động một cái hành động gì đó lên cái đối tượng đó là cái bàn. Vậy thì chúng ta cũng có thể nói ngược lại đó là cái bàn bị cô đánh. Thì cái kiểu mà đem cái đối tượng bị tác động lên làm chủ ngữ đó, chúng ta sẽ gọi cái câu đó là câu bị động. Để xem nào. Đó, vậy thì trong trường hợp này chúng ta hiểu cái reference ở đây là gì? References ở đây là tài liệu. Và examination room đó là phòng thi. Vậy thì tài liệu như thế nào ở trong phòng thi con? Được, à, không được dùng ạ. Không được sử dụng. Vậy thì con thử nghĩ coi là cái tài liệu nó có tự sử dụng được không? Tức là tự bản thân nó có cái hành động sử dụng được không? Không ạ. Không, vậy nó phải được người khác sử dụng chứ nhờ. Vậy đó chính là cái ví dụ của câu bị động. Vậy thì cô đã gợi ý được đến thế rồi. Thì con thử xem coi là câu nào đang đúng. Cấu trúc của câu bị động, con xem con còn nhớ không nào? C. Nếu như mà con chọn C thì đây sẽ là câu chủ động, được chưa? Tại vì câu bị động nổi bật của nó đó là gì? Động từ to be. Đó là am, is, are, hay nói chung gọi là to be đó, được chưa? Động từ am, is, are hay còn gọi là to be cộng với động từ cột 3, được chưa? Động từ cột 3 hoặc là động từ ed đều đối với những động từ mà nó có quy tắc. Được chưa? Đây chính là công thức nổi bật của bị động. Rồi, xem lại cho cô câu nào mới đúng. D. D mới đúng. Và references ở đây là số nhiều chúng ta chọn là đáp án là are not used. Được chưa? Nhớ lại bị động chưa? Nhớ lại bị động chưa? Rồi, nhớ nhé. Cái nổi bật của bị động chính là động từ to be cộng với verb 3 hoặc là verb ed. Ví dụ như cô nói là the dog bites me. Để cho con chó nó cắn tôi đúng không? Và tôi bị chó cắn thì cô sẽ nói ngược lại là I am bitten by the dog. Chẳng hạn như vậy. Ok. Rồi. Và ví dụ như con nói là mom cooks the meal. Rồi, thử chuyển câu này về bị động cho cô xem nào. Muốn chuyển về bị động thì chúng ta xác định được cái đối tượng đằng sau cái động từ, được chưa? Đối tượng đằng sau cái động từ tức là nhận cái hành động. Rồi chúng ta đem nó lên làm chủ ngữ. Để cho còn cái chủ ngữ ban đầu chúng ta đem ra phía sau. Còn động từ chúng ta hạ thẳng xuống. Và nên nhớ là vẫn phải, cái động từ này sẽ phải chia theo cái dạng mà am, is, are cộng với verb 3 cho cô nhé. Thử xem nào. Mom cooks the meal. Mẹ đã nấu bữa ăn. Thì bây giờ chúng ta sửa như thế nào? The meal. Đúng rồi. The meal is làm sao? The meal is cooked. Chính xác, đúng rồi, the meal is cooked, được chưa? Và còn cái người mẹ này thì là đây là nên chúng ta sẽ phải thêm by vào. By. Đúng rồi, được chưa? The meal is cooked by mom. Nhớ chưa? Yes. Rồi, vậy thì xác định trong câu cho cô nha. Trong câu chúng ta sẽ tìm cái đó là chủ ngữ là người thực hiện hành động. Rồi tới đó là cái động từ chính. Rồi sau đó là đối tượng được tiếp nhận cái hành động đấy hoặc là bị hành động nó tác động lên. Chúng ta đổi vị trí cho nhau, hạ thẳng cái động từ xuống. Rồi động từ thì sẽ biến đổi theo công thức là am, is, are cộng với verb 3 như vậy. Là ra được một câu bị động. Được chưa ha? Rồi, cố gắng lên, cố gắng lên. Tiếp theo, câu số 4. Number 4.
B. Okay, can you wait? Rồi B, you shouldn't stay up too late. Đúng rồi, đây sẽ là một câu đưa ra lời khuyên này chứ. Đó, rồi vậy thì chúng ta chọn B, shouldn't, bởi vì nếu như mà you should stay up là chúng ta khuyên ai đó nên làm gì, còn shouldn't là khuyên ai đó đừng nên làm gì. Rồi, chính xác, số 5. Rồi, have you found the answer for number 5? Con đã tìm ra đáp án cho câu số 5 chưa? Chưa. Rồi, vậy thì ở đây con thấy có cái dấu hiệu đặc biệt đó là gì? Đó là từ since, đúng không? Vậy thì nhìn vào từ since thì con sẽ nghĩ ngay đến thì gì? Thì quá khứ ạ. Chưa chính xác nha, từ since này nó sẽ gợi nhớ cho con đến thì hoàn thành, các thì hoàn thành, quá khứ hoàn thành, hiện tại hoàn thành đều sử dụng since được cả. Thì just since là đặc điểm nổi bật của thì hoàn thành. Vậy thì ở trong đây con xác định cho cô trong cái đáp án này có những thì nào mà thuộc hoàn thành nào? Chỉ có duy nhất một thì thôi đúng không? Đó là thì gì hoàn thành? Thì quá khứ à? Thì hiện tại hoàn thành chứ. Cô đang nói là liên quan đến cái chữ since này mà. Liên quan đến since okay. Thì chúng ta có thì hiện tại hoàn thành đúng không? Trong đáp án. Vậy thì hiện tại hoàn thành. Rồi. Ok, trong câu nếu mà có since thì chắc chắn sẽ có một trong các thì hoàn thành. Vậy thì ở đây chúng ta có nhận ra được là một cái thì hoàn thành ở đây rồi. Đó là thì hiện tại hoàn thành rồi nè. Nhưng mà vấn đề là đứng trước hay đứng sau since cơ. Trong một câu có thì hiện tại hoàn thành thì nó sẽ đứng trước trước since, còn sau since sẽ là một cái mốc thời gian gì đó trong quá khứ. Được chưa? Cô gợi ý như vậy là con biết được đáp án chưa? Trong quá khứ. Một cái mốc thời gian trong quá khứ, ví dụ như con bảo là con đã học tiếng Anh từ năm 2000 từ năm 2020 chẳng hạn. Con đã học tiếng Anh từ năm 2020 thì cái since này nó mang nghĩa là kể từ khi, và đằng sau since sẽ cộng với một mốc thời gian nào đó trong quá khứ, tức là một cái mốc thời gian cụ thể, giống như cô đã nói đó là năm 2020. Được chưa? Vậy thì nếu như chúng ta không còn nói thẳng cái tên nó ra thì chúng ta sẽ phải nói một cái sự kiện cụ thể. Vậy thì cái sự kiện ở đây đó là gì? Cô ấy chuyển đến cái thành phố mới. Thế chưa? Đó là sự kiện. Rồi, cô gợi ý như vậy thì đoán được chưa? Rồi, nếu mà chưa hiểu lắm thì hãy chọn theo cảm nhận của mình đi nào. That choose D. You choose D. Nếu như con chọn D thì con sẽ sai mất cái khúc đằng sau. Hasn't visited, move mới là đúng. Chúng ta chọn đúng cái nửa đầu, đó là thì hiện tại hoàn thành. Nhớ cho cô, trong câu có xuất hiện since thì đây là một cái dấu hiệu mạnh mẽ cho các thì hoàn thành. Và trong đáp án chúng ta chỉ thể có một thì hoàn thành duy nhất, đó là hiện tại hoàn thành, đúng chưa nào? Thì hiện tại hoàn thành nổi bật với cái cấu trúc đó là has, sau đó cộng với verb be. Để cho has cộng với verb be, đó là thì hiện tại hoàn thành. Rồi, và trong câu này còn có since nữa thì đằng sau since sẽ là một mốc thời gian như cô nói, thì chúng ta sẽ phải nhìn vào quá khứ, để cho thì chúng ta chỉ cần đưa về quá khứ là được. Để cho mốc thời gian trong quá khứ thì như cô đã nói thì chúng ta sử dụng thì quá khứ đơn thôi là đã được rồi. Được chưa? Rồi, cái câu số 5 này chúng ta sẽ cần phải xem lại. Rồi, nhìn lại một lần nữa năm cái câu ngữ pháp này, con có thắc mắc gì không? Năm câu ngữ pháp này con còn thắc mắc gì nữa không? Không ạ, được rồi. Không ha, rồi chúng ta hiểu rồi. Vậy thì cô xin ghi nhận là cái phần này chúng ta đúng được một câu số 4 là do tự mình làm. Còn tất cả những câu còn lại thì hoặc là sai, hoặc là cô có gợi ý kiểu như là hơi quá tay một chút xíu. Đó, giống như là cái câu 3 này là cô đã gợi ý cho con là chọn được đáp án đúng, đó là are not used. Thì chứ nhưng mà cô sẽ không ghi nhận bởi vì đáp án ban đầu con chọn đó là didn't use. Được chưa nào? Đó, ok, cảm ơn con. Rồi,
Ở trên lớp thì cái phần ngữ pháp con học con có cảm thấy hiểu bài không? Có nắm kịp bài không? Nếu mà học ở trên lớp thì có không có áp dụng được, nhưng mà nếu mà sang những cái buổi khác thì bị quên rồi. À, sang những cái buổi khác thì bị quên, tức là mình sẽ bị hỏng kiến thức ở phần ngữ pháp là do không có làm bài tập nhiều đúng không? Do không có làm bài tập nhiều, do không có sử dụng nhiều đúng chưa nào? Rồi, ok. Đó, nhưng mà con cũng đã xong được chương trình lớp 8 rồi thì cô nghĩ là bây giờ nếu như mà nói là con nên ôn lại cái kiến thức trong sách giáo khoa lớp 8 thì nó sẽ hơi hơi bị phí, nên là có thể cô sẽ sắp xếp cho con cái chương trình phù hợp hơn, nó kiểu như là nó sẽ khó hơn một chút xíu nhưng mà hy vọng là con có thể theo được. Chưa? Rồi khi cô cũng nghe là con có đi học thêm đúng không nhỉ? Con có học thêm tiếng Anh. Rồi vậy thì khi học tiếng Anh thêm tiếng Anh thì con có hay được làm những bài nghe không? Không ạ, đa số là giao tiếp À, đa số là giao tiếp, thảo nào mà con có thể nói tốt. Vậy thì bây giờ cô sẽ làm thử một cái bài kiểm tra nghe ha. Với cái bài kiểm tra nghe này thì con sẽ nghe cho cô bốn người nói. Con thấy không? Đây có 5 cái đáp án A, B, C, D, E, lận nhưng mà chỉ có bốn người nói thôi. Rồi, vậy thì sẽ có một cái đáp án bị dư ra. Khi con viết cái đáp án của mình xuống vở ấy, thì con viết là A, B, C, D, E vậy ha. Rồi cái câu nào mà dư ra thì con chỉ cần gạch ngang cho cô là được, hoặc là con không điền luôn thì cô biết là câu đó bị dư, được chưa? Ở đây có bốn người nói và cái thứ tự của bốn người nói này chúng ta sẽ phải xác định ha. Rồi, đọc 5 cái câu nội dung nói của bốn người này nè. Rồi. A. Speaker, người nói nào? Didn't tell the truth about an accident. Con dịch ra tiếng Việt cho cô đi. Con dịch ra tiếng Việt cho cô A nó nói gì nè? Nguyên cái chỗ này thôi. Didn't tell the truth about an accident. Hiểu không? Con có hiểu hai cái câu này nói gì không? Không ạ. Rồi, chúng ta có hai từ đó là truth là sự thật và accident là tai nạn. Vậy tell the truth là nói sự thật. Nhưng mà didn't ở đây là phủ định nè. Vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra? Không nói. Không nói sự thật đúng không? Truth là sự thật. Yes. Rồi, không nói sự thật về cái gì? Về cái accident là tai nạn, được chưa? Rồi, vậy thì chúng ta đừng có quy cái tai nạn là cái accident là thành cái gì đó lớn lao, có thể là những cái sự cố nhỏ lẻ gì đó trong nhà được rồi. Accident ở đây là tai nạn, cô sẽ ghi thêm nghĩa là sự cố ha, để cho con hiểu kỹ hơn. Rồi, người này đã không có nói thật về một cái tai nạn sự cố, tức là khi mà người này kể lại về cái trải nghiệm của mình, nó kể là một cái chuyện đã xảy ra của họ ấy, thì họ sẽ kể về cái sự kiện là họ giấu đi sự thật, để cho họ giấu đi sự thật về việc họ làm sai hay là cái sự cố thì đã xảy ra, được chưa nào? Rồi, tiếp. Rồi, người nói thứ mấy đây? Người nói thứ mấy? Was embarrassed about losing marks. Con hiểu nghĩa câu này không? Không hiểu cái từ này, từ Từ cuối cùng hả? sours. À, the embarrassed. Ok, embarrassed là cảm thấy xấu hổ, được chưa nào? Rồi, người nói này sẽ cảm thấy xấu hổ vì bị mất điểm trong cái trường hợp nào đó, được chưa? Là trong cái quá trình mà họ sẽ kể về một cái sự kiện là ví dụ như là một cuộc thi hay là một cái lần làm bài kiểm tra gì đó, họ mất điểm vì cái lý do gì mà rất là ngớ ngẩn đúng không? Và họ sẽ cảm thấy xấu hổ. Đây là embarrassed, xấu hổ, embarrassed. Rồi, tiếp theo câu C thì sẽ có những từ khó sau, đó là carry on. Đó. Chúng ta có carry on và injury. Rồi carry on này nó sẽ bằng với continue, tức là tiếp tục, được chưa? Rồi tiếp tục làm một cái gì đó, với cái injury là một cái chấn thương, được chưa? Vết thương. Đó. Tức là người này sẽ kể về một lần mà họ bị thương nhưng mà họ vẫn tiếp tục làm cái việc gì đó đang dở dang, để chơi nào. Rồi và câu D, was worried about how his her friend got something. Câu D này con hiểu không?
Cô nói luôn được không ạ? Rồi được rồi, cô nói cho. Rồi speaker, cái người nói này was worried. Ở đây là worry là cảm thấy lo lắng, được chưa nào? Lo lắng về cái vấn đề gì đấy? Rồi lo lắng về làm sao mà người bạn của mình có được cái gì đó, được chưa? How his her friend got something, được chưa? Lo lắng về việc là bạn của mình làm sao có được một thứ gì đó. Rồi và câu cuối cùng, didn't understand what he or she had to do, là không hiểu mình phải làm gì. Được chưa? Câu này sẽ là không hiểu mình phải làm gì. Được chưa nào? Rồi con đã sẵn sàng chưa? Bây giờ cô sẽ mở bài nghe cho con. Con được nghe hai lần ha. À, con có bận gì từ lúc 4 giờ đến 5 giờ không? Không ạ. Ok, rồi. Vậy thì chúng ta tiếp tục. Rồi, bạn này thì không hiểu mình phải làm gì. Được chưa? Bạn này không hiểu mình phải làm gì. Được chưa? Bắt đầu nghe nhé. Con nghe lần đầu để làm quen với tốc độ nói và hình dung được cái cách làm bài. Được chưa nào? Trong bài người ta sẽ đọc tên cái speaker 1, speaker 2, speaker 3 gì đó. Rồi sau đó là họ sẽ trình bày cái nội dung. Và con sẽ đắm thứ tự coi là cái người nói nào xuất hiện đầu tiên và nội dung của họ là về cái gì. Được chưa? Sẵn sàng chưa? Ok. Okay. Rồi bắt đầu tập trung nghe ha. Progress test unit 1. When I was 9, I broke the top of a cupboard in my bedroom. When Mum came upstairs and asked about the noise, I stood in front of the cupboard to hide it and told her it was nothing. After that, I put magazines and books on top of the cupboard so that Mum couldn't see it properly. I felt bad about not telling the truth, so I told Mum what really happened a few months later. 2. One day, my friend took a new smartphone out of her bag. I was envious because I really wanted a phone like that, but they cost so much money. I was very suspicious when she refused to say where it was from. I asked her which shop she got it from, or if she found it somewhere, but she didn't say anything. I asked her again and again, and in the end, I found out that her parents gave it to her for her birthday. She was embarrassed to tell me at first because it was such an expensive present. I was just happy to know the truth. 3. I play football for my school, and one time we played a game against another school, and the players weren't very nice. I was a little bit anxious when I took the ball off one of the players, and I was right to be. He tripped me up and I sprained my ankle. Although my ankle really hurt, I played for the rest of the game. At the end, I got chosen as the man of the match, and I felt extremely pleased when my coach told me how well I played. 4. My teacher's good and I usually really enjoy her lessons. But last week I had a bit of a problem with some grammar that she taught us. I don't think she explained it very well, and when she gave us some homework, I couldn't do it. I didn't tell her my problem for a few days because I was worried and didn't know what to say. When I finally told her, she explained it in a different way, and it was really clear. Rồi. Rồi nghe lần đầu tiên thì con thấy sao? Con có hiểu được sơ sơ nội dung của từng câu một không? Nghe con nghe nó không gọi không nghe rõ các cái từ ấy ạ. Ừ, đúng rồi, là sẽ không còn nói trực tiếp ra các cái từ. Thì cái này là con phải hiểu được cái nội dung sơ sơ toàn quát, của như là bao quát của cái câu người ta nói luôn, để cho của cái nguyên một cái phần trình bày của họ luôn, thì may ra con mới chọn đúng được. Được chưa? Rồi, vậy thì con sẵn sàng nghe lại một lần nữa chưa? Chúng ta nghe lại lần nữa và con cho cô biết đáp án nhé. Yes. Ok, cố lên con. Progress test unit 1. 1.
When I was nine, I broke the top of a cupboard in my bedroom. When Mum came upstairs and asked about the noise, I stood in front of the cupboard to hide it and told her it was nothing. After that, I put magazines and books on top of the cupboard so that Mum couldn't see it properly. I felt bad about not telling the truth, so I told Mum what really happened a few months later. 2. One day, my friend took a new smartphone out of her bag. I was envious because I really wanted a phone like that, but they cost so much money. I was very suspicious when she refused to say where it was from. I asked her which shop she got it from, or if she found it somewhere, but she didn't say anything. I asked her again and again, and in the end, I found out that her parents gave it to her for her birthday. She was embarrassed to tell me at first because it was such an expensive present. I was just happy to know the truth. 3. I play football for my school, and one time we played a game against another school, and the players weren't very nice. I was a little bit anxious when I took the ball off one of the players, and I was right to be. He tripped me up and I sprained my ankle. Although my ankle really hurt, I played for the rest of the game. At the end, I got chosen as the man of the match, and I felt extremely pleased when my coach told me how well I played. 4. My teacher's good and I usually really enjoy her lessons, but last week I had a bit of a problem with some grammar that she taught us. I don't think she explained it very well, and when she gave us some homework, I couldn't do it. I didn't tell her my problem for a few days because I was worried and didn't know what to say. When I finally told her, she explained it in a different way, and it was really clear. Right, okay, now write your answers. Tell me your answers. So nói cho cô biết đi. Cô A sẽ là speaker nào? One. Okay, rồi B là speaker nào hay là không có? Là không. Okay, không có. Rồi câu C. Three. Okay, speaker three. Rồi câu D là speaker mấy? Two. Và cuối cùng sẽ là? Four. Rồi, ok. Chúng ta cùng xem ha. Đầu tiên, speaker one. Chính xác đó là câu 1. Bởi vì cái anh này không có nói một nói về, kiểu như là đã giấu mẹ cái chuyện anh ấy làm bể một cái gì đúng không? Anh ấy giấu mẹ chuyện anh ấy làm bể một cái gì. Câu thứ hai là người nói này đã xấu hổ bởi vì bị mất điểm nhưng mà thực tế là không có nghe được cái nội dung nào nói về cái việc này cả. Câu C, speaker là speaker 3, được chưa? Chúng ta nghe cái đoạn này, chúng ta nghe thấy là anh này đang thi đấu bóng đá với một đội khác, đúng không? Và đội đã chơi xấu khiến anh ấy bị chấn thương. Đó, nhưng mà cuối cùng thì anh ấy vẫn tiếp tục với cái trận đấu của mình và làm sao? và anh ấy được nêu danh đó là người hùng của trận đấu luôn. Câu D, speaker 2. Rồi, con có nhớ nội dung của cái speaker 2 này không? Nghe thấy là cô ấy kể về người bạn. Một người bạn nhưng mà có được cái gì nhỉ? Có được cái gì khiến cô ấy lo lắng? Một cái gì? Cái điện thoại đúng không? Rồi, bạn của cô ấy có được một cái điện thoại để cho nào? Bạn cô ấy có được một cái điện thoại và cô ấy cảm thấy tự dưng đâu ra có một cái điện thoại đắt tiền mà lôi ra một cách ngẫu nhiên như vậy thì cô ấy chắc chắn là sẽ phải lo lắng rồi đúng không nhỉ? Đó, tự dưng lôi trong túi ra một cái điện thoại đắt tiền thì cô ấy sẽ cảm thấy lo lắng. Rồi cho nên cô ấy gặng hỏi sự thật. Và câu cuối cùng, speaker gì đó không có hiểu bài về nhà được giao, được chưa? Bài này, phần listening này thì con hoàn toàn được được tối đa điểm để cho hoàn toàn chính xác, được tối đa điểm. Cảm ơn con. Rồi, chính xác rồi. Ok, vậy thì trong trường hợp mà cô không có giải thích những cái câu trên màn hình này, con có nghĩ là mình làm được không nhỉ?
Chắc là không ạ. Ok, vậy thì cố gắng về trau dồi thêm từ vựng vốn từ cho cô nhé. Rồi. Bây giờ chúng ta đang ở cái câu bài đọc thì không biết là con có đủ thời gian để làm bài đọc không ha? Cô nghĩ là chúng ta sẽ làm một làm mấy bài, làm mấy câu thôi, không có phải làm hết. Làm hết bài. Làm hết thì rất dài, làm hết thì rất dài, cho nên là cô nghĩ là chúng ta nên làm 3 câu thôi, được chưa? Rồi, làm 3 câu thì cô sẽ giới hạn cái phần đọc cho con đó là 4 cái đoạn cuối. Được chưa nào? Rồi, con đọc 4 cái đoạn cuối này cho cô và chỉ ra đoạn nào đang cái ý nào sau đây thuộc về một đoạn, được chưa? Ý nào trên màn hình nó thuộc về đoạn nào? Ví dụ như chúng ta thấy cái ý số 1 này, one good thing about the road, thì nó đang được nhắc đến ở trong cái đoạn nào, B, C, D hay E? Rồi, about difficult weather conditions, cái điều kiện thời tiết như thế nào, thời tiết khó khăn, thời tiết khắc nghiệt, nó đang được nhắc đến ở cái đoạn nào, B, C, D hay E? Và cuối cùng, about traffic coming towards the bus, là nói về việc có một cái phương tiện nào đấy đi đi hướng thẳng về cái xe buýt, tức là kiểu như là đang đi ngược chiều lại với cái xe buýt đấy, được chưa? Rồi, vậy thì trong bốn đoạn BCDE này thôi, con đọc và cho cô biết ba cái câu đầu tiên nó đang là ba cái đáp án nào, được chưa? Ba câu đầu tiên là ba đoạn nào, được rồi, còn những đoạn còn lại chúng ta không đụng đến ha. Rồi, vậy thì cô cho Thùy 10 phút để làm hết cái phần reading này cho nhé. Rồi đọc B, C, D, E cho cô. Chữ có nhỏ quá không? Không ạ. Ok, rồi chúng ta có 10 phút.
Rồi, chúng ta sắp hết giờ rồi nhé. We have 2 minutes left. Nó còn 2 phút nữa. Bạn đã có đáp án cho mình chưa? Câu 2 thì con đang chưa biết ạ. Câu 2 con đang chưa biết. Rồi câu 2 thì con hãy để ý xem cái đoạn nào nó nhắc đến cái thời tiết gây khó chịu ha. Được chưa? Hoặc là cái nhiều điều kiện thời tiết gây cản trở đến cái công việc của những cái người này. Có nhắc đến điều kiện thời tiết gây cản trở đến công việc của những cái người này thì đó là cái chi tiết của cái câu số 2 đó. Rồi, ok, time's up, đã hết thời gian rồi. Con cho cô biết ba đáp án của mình nào. Cô đã giới hạn là nó chỉ nằm trong đoạn từ B đến E thôi, thì con có thể, nếu như mà con nào chưa làm xong thì con có thể dựa vào may mắn của mình cũng được. Rồi, số 1 sẽ là gì nào? Câu 1 là B. B đúng rồi. Ok, thứ hai sẽ là gì? Câu 2. I choose E. Ok, you choose E. And finally, traffic coming towards the bus là cái phương tiện nào đang đi đến trước mặt cái xe buýt nhỉ? D. D. Rồi, ok. Traffic coming towards the bus. Và câu trả lời đúng của cô đầu tiên đó là B. Con đúng rồi. Thứ hai hơi tiếc đó là D. Và thứ ba là E. Rồi, cô sẽ chỉ lý do tại sao nhé. About difficult weather condition thì chúng ta sẽ nhìn xuống câu D. Chúng ta thấy cái gì? We drove on quickly through thick clouds. How do you know where you're going when you can't see? Như cô đã gợi ý là chúng ta sẽ để ý đến cái điều kiện thời tiết mà gây cản trở cho cái công việc đi lại di chuyển của cái con người này, đúng không? Thì chúng ta thấy thấy cái đáp án ở đáp án D có câu mà thick cloud là những cái đám mây dày đặc, được chưa? Và nó che phủ che kín cái kính xe là chúng ta không có thể đi được. Rồi, câu 3, traffic coming towards the bus thì chúng ta sẽ thấy cái ngay câu đầu tiên. When we met another car coming the other way. Coming the other way là theo cái hướng ngược lại, theo cái hướng kia, được chưa? Đó, ví dụ như con đang đi một cái làn bên phải là con đi thẳng, nhưng mà đúng không? Nó sẽ gặp một cái xe khác nó đi làn bên trái mà đi ngược chiều lại. Thì đó chính là cái cách mà người ta mô tả bằng cái cụm này. When we met another car coming the other way. Được chưa? Nó đang đồng nghĩa với cái câu mà một cái phương tiện giao thông mà đi thẳng thẳng tiến đến cái phía xe buýt. Hiểu chưa? Another car. Okay. Okay, okay ha. Rồi xem lại coi nhé. Câu này con hiểu không? Rồi cái phần reading này bởi vì chúng ta không có nhiều thời gian cho nên là cô sẽ ngắn rút gọn cái bài làm này lại. Cơ hội kiếm điểm của mình cũng hơi ít, từ đó mà hơi ít. Rồi chúng ta qua phần speaking giúp cô nhé. Rồi, ok. Rồi con sạc máy tính đúng không? Ok, rồi.
Rồi, ok, xong chưa? Rồi, nếu như đã xong rồi thì cô sẽ bắt đầu qua phần speaking. Phần speaking này con sẽ giúp cô trả lời 3 câu hỏi. Mỗi câu cô sẽ tính 1 điểm ha. Được chưa nào? Mỗi câu cô sẽ tính 1 điểm. Okay, do you see the question on the screen? Yeah. Yes. Okay, now please answer. Do you usually use mobile phone? Yes. Okay, so how often do you use your mobile phone? I often use mobile phone. How many hours a day? 3 hours. 3 hours a day. Can you say this again? I often use my mobile phone for 3 hours a day. Con nói lại đi. I often use my mobile phone for 3 hours a day. I often use my mobile phone a day. For 3 hours a day. Đúng không? Cái câu của con đang lẽ phải là như vậy nào. I often use my mobile phone for 3 hours a day. Được chưa nào? Đúng không? Tôi thường sử dụng điện thoại là phải 3 giờ một ngày. Được chưa nào? Ok. Tiếp. What do you like to do when you use your mobile phone? Con thường thích làm gì khi mà sử dụng điện thoại nhỉ? What do you like to do when you use your mobile phone? I like chat and what else do you watch? YouTube? Like do you watch YouTube, use Facebook, Instagram, any of that? I like watch YouTube and chat and chatting with who? With friends, right? Yes. Okay, can you repeat? I like watching YouTube and chatting with friends on my phone. Can you say it? I like watching YouTube and chatting with friends on my phone. Ok, thank you. Tại sao cô lại thêm cái chi tiết on my phone ở dưới? Bởi vì cô đang hỏi, muốn nhấn mạnh là những cái gì con có thể là con thích làm khi mà con sử dụng điện thoại của mình á. Được chưa? Thì con nhấn mạnh cho cô xem là I like watching YouTube and chatting with my friends on my phone. Thì nó sẽ phù hợp hơn, ăn điểm cao hơn. Bởi vì những cái việc mà watch YouTube hay là chat with friends thì nó có thể được làm bằng những cái phương tiện khác mà đâu nhất thiết phải bằng điện thoại đâu. Cho nên là thêm cái on my phone vào thì đầy đủ hơn, cụ thể hơn và đặc biệt là trả lời đúng cái trọng tâm câu hỏi hơn. Được chưa? Rồi, với câu hỏi số 1 này thì cô hơi buồn là bởi vì cái cách con trả lời chưa có được chuẩn lắm này. Được chưa? For 3 hours a day, cái chi tiết for 3 hours a day này con trả lời chưa có được. Ngay lần đầu ấy thì cô đã phải gợi ý cho con là how many hours a day thì sau đó con trả lời được rời rạc. Nhưng mà con ghép lại thành một câu thì chưa được. Ha? Rồi, còn cái ý thứ hai cô hỏi phụ, what do you like to do when you use your mobile phone? Con nói là watch YouTube và chat, nhưng mà lúc đầu con chỉ nói là chat thôi, về sau thì cô sửa lại thì con mới nói được cụ thể đàng hoàng chính xác. Và cái cấu trúc con sử dụng đó là like, con quên mất là like đi được với hai cái, thứ nhất là like to, thứ hai là like cộng với verb in. Được chưa? Cho nên là câu này con bị sai ngữ pháp. Rồi. Về từ vựng con sử dụng thì thực sự nó rất là đơn giản, chưa có gì gọi như là bứt phá cho lắm. Cho nên phần này thì câu này thì cô để nửa điểm cho con nhé. Rồi, cái phần ngữ pháp là cô thấy hơi bị buồn đó nha, cố gắng lên. Tiếp theo, which traditional festival in Vietnam are you interested in? Con hiểu câu hỏi không? Do you understand the question? Right. Traditional festival in Vietnam thì đó là cái lễ hội truyền thống ở Việt Nam đúng không nào? Lễ hội truyền thống ở Việt Nam thì con có thể kể đến những cái lễ hội ví dụ như là
như lễ dỗ, lễ hội đền Hùng chẳng hạn. Nhưng mà ở đây thì cô chỉ cần con nói về những cái mà con biết như Tết Trung Thu hay là Tết Nguyên Đán thôi. Được rồi. Con có thể chọn giữa Tết Trung Thu và giữa Tết Nguyên Đán để con nói về cái này. Which traditional festival in Vietnam are you interested in? I interested in Mid-Autumn Festival in Vietnam. Okay, you're interested in the Mid-Autumn Festival. Okay, so what do you usually do in Mid-Autumn Festival? Con có nói được câu này không? What do you usually do in Mid-Autumn Festival? Rồi đến nhưng mà con không nói được thì cô sẽ đổi câu hỏi ha. Why? Why do you like Mid-Autumn Festival? Tại sao con lại thích cái lễ Trung Thu nhỉ? Because in this festival have mooncake. Okay, because Mid Autumn Festival has mooncake. Okay, so do you like mooncake? Yes. Okay, thank you. Because this festival has mooncake, and I like them a lot. Can you say this? Because this festival has mooncakes. And I like them a lot. Okay, thank you. That's good. And final question. Rồi với cái câu hỏi liên quan đến lễ hội thì đề này hơi khó. Thì cho đề này hơi khó. Con chọn cho mình được cái lễ Trung Thu thì con cũng qua nó kể tên đó ra rồi và trả lời được câu hỏi phụ của cô. Thì cho tuy nhiên thì cái cách con trả lời nó còn rời rạc, nó chưa có liền mạch lắm. Cô đã phải nối lại hai cái câu trả lời của con để thành một cái câu trả lời đầy đủ, okay, và hoàn chỉnh nhất. Right. Okay. Third question. What can you do to protect the environment? What can you do to protect the environment? You tell me one thing. Con chỉ kể cho cô một cái là được rồi. Can you do to protect the environment? Đúng không? Để bảo vệ môi trường thì chúng ta có thể làm những cái hành động nhỏ này nhỉ? Rồi nếu mà để nói theo cái kiểu là không xả rác, nếu như con không biết cái hành động đấy thì con có thể nói những cái khác, đúng không? Thì con có thể nói là tiết kiệm, là chúng ta tiết kiệm gì? Tiết kiệm điện, tiết kiệm nước, đúng không? Hay là chúng ta hạn chế sử dụng những cái sản phẩm làm bằng nhựa, đúng không nào? Con nhớ chưa? Yes. So what can you do to protect the environment? Ok, nếu như mà con không có trả lời được câu này thì cô có thể gợi ý như sau. Con nói rằng, như hồi nãy cô có gợi ý là chúng ta tiết kiệm điện, tiết kiệm nước, đúng không? I can save right, water and electricity in my house. Đúng chưa nhỉ? Có thể tự tiết kiệm điện và nước ở trong nhà của mình, đúng không? Right. Rồi chúng ta nói thêm gì? Như cô đã nói là sử dụng các sản phẩm, người hạn chế sử dụng các sản phẩm làm bằng nhựa. Mà nó là I can stop hoặc là I can stop using plastic product. Rồi những từ mà cô
Đúng rồi, những từ cô sử dụng ở đây thì con có không hiểu từ nào không? Plastic À, plastic ở đây. products. Plastic ở đây là nhựa và products là sản phẩm thôi, được chưa? I can stop using plastic products. Được chưa nào? Right, so choose one one of the two question and sentence and say, chọn một trong hai câu và nói cho cô nhé. What can you do to protect the environment? I can save electricity and water in my house. Ok, that's good. Rồi con có thể ghi những cái thông tin mà con cảm thấy mới, được chưa? Những ghi từ mới, ghi thông tin mới xuống vở. Rồi, đó là kết thúc phần bài kiểm tra nói của mình. Rồi, con thì ghi đi để cô làm việc một chút xíu. Ok, so we have finished our test. Chúng ta đã xong được cái bài kiểm tra của mình rồi. Vậy thì cô có nhận xét như sau. Ok, vậy thì cô có nhận xét như sau đối với... Từ, đợi cô chút xíu. Rồi, về cái phần kiến thức từ vựng của con ấy, kiến thức từ vựng của con thì cô thấy là nó còn đang hơi yếu, đúng không? Cái phần kiến thức từ vựng đang hơi yếu, con cần phải bổ sung thêm từ vựng cho cô nhé. Những cái bài như vậy là nó đang sử dụng những cái từ không quá lạ đối với cái mức độ mình đang học ở lớp 8 đâu. Cho nên là nhớ xem lại cho cô. Rồi, và phần ngữ pháp thì cô thấy là con nhận dạng được những cái dạng ngữ pháp mà mình đã học ở lớp 8, nhưng con không có áp dụng được tốt. Tức là sao? Tức là khi đưa ra những cái câu hỏi mà áp dụng kiến thức của cái phần ngữ pháp này ấy, thì con trả lời sai nhiều, được chưa? Rồi, về xem lại các cái phần ngữ pháp trọng điểm, đặc biệt là cái phần if và câu bị động cho cô nhé. Phần if và câu bị động là hai cái quan trọng chúng ta cần lưu ý sau này, bởi vì chúng ta sẽ sử dụng rất nhiều. Bài nghe thì con hoàn thành bài một cách rất là xuất sắc, tuy nhiên cũng không thể hoàn thành nếu như không có sự trợ giúp của cô. Và đó là lý do tại sao mà con cần cố gắng khai thác thêm vốn từ vựng của mình nha Thùy nhé. Rồi, kỹ năng đọc thì do thời gian không có nhiều cho nên cô giới hạn lại cái nội dung đọc. Và cô thấy là con đọc cũng khá tốt, thì cho chỉ là cần xem lại một chút xíu. Và cuối cùng đó là phần kỹ năng nói. Kỹ năng nói này thì cái ưu điểm của con chính là ở cái phát âm. Con phát âm rất là tốt, được chưa? Nhưng đó là cái ưu điểm mà ưu điểm này thì con cần phát huy cho cô. Còn cái phần mà nhược điểm này thì nó nằm ở cái phần ngữ pháp và phần từ vựng của con, là hai cái mà con cực kỳ yếu, được chưa? Rồi, khi mà nói ấy, thì những cái ngữ pháp đơn giản, ví dụ như là like cộng với verb in hay là like cộng với to, thì con chưa có vận dụng được. Còn cái phần từ vựng ấy thì cô thấy con sử dụng những cái từ rất là đơn giản, chưa có sự bứt phá nhiều. Đó, đó là nhận xét của cô dành cho con trong bài kiểm tra ngày hôm nay. Được chưa? Rồi, vậy thì có gì cô sẽ liên lạc lại với mẹ con để tư vấn thêm về cái khóa học của con ha. Được chưa em nào? Rồi, tổng điểm hôm nay của con đó là con được 5.4 trên 10, 5.4, 5.4 điểm trên 10. Được chưa? Mình mất điểm nhiều nhất ở cái phần ngữ pháp, cho nên cô nghĩ là con cần phải cố gắng hơn trong phần ôn tập ngữ pháp và từ vựng của mình, được chưa nào? Còn những kỹ năng khác thì cô thấy con tạm ổn. À, có phần nghe là con nghe rất tốt. Tuy nhiên, như cô đã nói rồi, để nghe được tốt thì trước tiên chúng ta phải hiểu câu hỏi, và để hiểu câu hỏi chúng ta phải có từ vựng. Vậy thì quay lại cũng là ôn tập từ vựng và ngữ pháp cho cô nha. Right, okay, thank you. That's very nice of you. Okay. Thank you so much for coming here today. I will see you again on another day. Cô sẽ gặp lại con vào một ngày khác ha. Right. Bye Thank bye. Thank you, teacher. Bye bye. Bye bye.